Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Bây giờ đó là khoảng 2 giờ chiều ngày thứ Bảy tại Hoa Kỳ ngày 19 tây tháng 6 năm 2021. Có nghĩa là Việt Nam đó lúc này đã là ngày Chủ nhật rồi, ngày 20 tây tháng 6. Thì trước hết Thuần muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Thì cuối tuần này đó chúng ta cũng có một số những thông tin nổi bật liên quan đến Trung Quốc. Một lần nữa chúng ta thì lại cuối tuần đến thì giá cả lại là một màu đỏ. Tối ngày hôm qua đó thì giá đã xuống dưới 35.000 đô cho một đồng Bitcoin. Hiện bây giờ thì Bitcoin đã trở lại cái mức là 36.100 đô cho một đồng Bitcoin. Thì chúng ta có những thông tin một lần nữa cuối tuần lại có những cái thông tin không tốt đến từ Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta lại sẽ nhắc lại một số những cái điều chúng ta cần phải lưu ý trong dòng 1-2 tuần tới đây sẽ có sức ảnh hưởng đối với thị trường crypto này. Cũng như là chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin và một trong những cái đề tài mà rất nhiều bạn hỏi Thuận trong thì gần đây, đó chính là đề tài liên quan tới Death Cross hay là nhiều bạn gọi là giao cắt tử thần. Thì Thuận nghĩ sao về cái đề tài Death Cross này? Thuận nghĩ là giá cả có xuống hay là không? Hay là Thuận có quan tâm đến Death Cross hay là không? Thì Thuận sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Tại vì trước hết chúng ta hãy nói tới những cái thông tin nổi bật hiện bây giờ. Thì những thông tin mà lần lượt được chia sẻ trên những mạng xã hội, Thuận cũng đã chia sẻ những thông tin này ở trên Twitter, Facebook và Telegram. Thì những thông tin đó chính là chúng ta thấy được là có rất nhiều hình ảnh, rất nhiều những cái video được chia sẻ trên WeChat. Sau đó đó thì lan tỏa qua những mạng xã hội của quốc tế như là Twitter vân vân. Thì những cái video mà các bạn đang nhìn thấy đó, đây là video của một cái xưởng đào mà phải tắt máy đào, tại vì xưởng đào này không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Thì một trong điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó, khi chúng ta thấy những cái video được chia sẻ từ Trung Quốc đó, thì rất là khó để mà kiểm chứng là những cái thông tin đó là có thật hay là không có thật. Tại vì các bạn cũng đã thấy được là năm 2018 đó, khi mà giá cả đi xuống đó, thì có nhiều người dàn dựng lấy những hình ảnh cũ để mà gây sự lo sợ. Những hình ảnh như là nói là bây giờ đó những cái xưởng đào Trung Quốc, tại vì họ thua lỗ nhiều quá, họ đem máy đào cân ký để mà bán sắc dụng. Thì những thông tin đó, cuối cùng không đúng sự thật. Tại vì những hình ảnh mà họ chia sẻ thời điểm đó, đó chính là những cái hình ảnh mà người ta lấy những cái máy mà đã bị hư, tại vì bị lũ lụt, thì họ lấy những máy bị hư đó, họ bán sắc dụng. Đó là sự thật, nhưng mà không phải là những cái máy mà đang thực sự đang sử dụng được. Nhưng mà cái lần này đó thì những thông tin này đó kèm theo những cái tài liệu on-chain cho chúng ta thấy được là sự thật đang diễn ra. Đó chính là lần này không phải là tin đồn, mà thật sự là nhiều hội đào ở Trung Quốc đó, họ đang bị đàn áp bởi chính phủ Trung Quốc. Tại vì chúng ta thấy được đây là cái danh sách tốc độ đào của những hội đào lớn ở trên thế giới hiện bây giờ. Thì chúng ta nhìn cái góc mà bên tay phải bây giờ đó, cái đường này, chúng ta được đó là phần lớn những cái phần trăm là số âm. Có nghĩa là tốc độ đào trong vòng 24 giờ qua đột ngột giảm xuống. Và chúng ta nhìn vào những cái hội đào lớn đó bắt nguồn từ Trung Quốc, như là chúng ta thấy được là hội đào Anpu đi, chúng ta được là đứng hạng thứ 3 hiện bây giờ đó, thì trong vòng chỉ 24 giờ thôi, tốc độ đào đã giảm xuống 32,91%. Thì chúng ta không có nhận được những thông tin liên quan đến cúp điện hay là thiên tai ở những cái nơi nào ở Trung Quốc trong vòng 24 giờ qua. Nhưng mà đột ngột thì những cái hội đào này đó lại có cái sự giảm phần trăm tốc độ đào như vậy rất là lớn. Thì có một điều mà nhiều người đều kết luận, đó chính là chỉ có là những hội đào này họ phải tắt máy đào mà thôi. Tại vì gần đây chúng ta nhận được nhiều cái thông tin mới nhất đó chính là thông tin liên quan đến Tứ Xuyên cũng phải ngưng đào, những hội đào đó là không tiếp tục được đào nữa. Những cái xưởng đào ở Tứ Xuyên, Tân Cương trong vòng 4 tuần qua chúng ta nhận được rất nhiều thông tin, ngay cả Mông Cổ cũng vậy. Và những cái xưởng đào đã nhận được thông tin là họ phải ngưng đào ngay lập tức, cũng như là họ cũng nhận được những thông tin là những cái xưởng điện đó ở cái địa phương đang nhận được thông báo là không tiếp tục cung cấp điện cho những nơi nào mà đào Bitcoin. Thì có nghĩa là Trung Quốc không muốn cái việc đào Bitcoin tiếp tục ở Trung Quốc nữa. Và vì lý do đó chúng ta được là có rất nhiều những cái hội đào, giống như là chúng ta nhìn vào Huobi Pool đi, thì đã giảm 32% tốc độ đào trong vòng 24 giờ, rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta được là nơi này không đào thì lại có nơi khác đào. Cơ hội này người này không muốn thì người kia sẽ muốn. Chúng ta thấy được là bây giờ cái hội đào mà đã nhanh chóng trở thành lớn nhất thứ Bảy hiện bây giờ, đó chính là Foundry USA. Thì hội đào này chúng ta đều là trong vòng 24 giờ đã có cái sự tăng trưởng về cái phương diện là tốc độ đào tăng 1,57%. Và nếu như mà Trung Quốc cứ tiếp tục đẩy những cái hội đào của mình ra khỏi quốc gia Trung Quốc, thì từ từ các bạn thấy được là những cái hội đào lớn sẽ là những hội đào ở Hoa Kỳ, ở những quốc gia mà họ chấp nhận đào, họ rộng mở như là chúng ta thấy được là những thông tin như là Paraguay hay là El Salvador, hay là thậm chí chúng ta cũng nhận được một số những thông tin đến từ nước Nga cũng muốn có ý định là mở tay chào đón những cái hội đào của Trung Quốc đến. Tại vì đây là một ngành công nghiệp có thể thu thuế, có thể tạo công an việc làm cho nhiều người. Thì tại vì sao mà họ lại phải cấm như vậy? Các bạn thấy được đây là tình hình đang xảy ra hiện bây giờ. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này, tìm thấy những thông tin chính thức, như là các bạn có thể theo dõi Telegram, Facebook và Twitter để các bạn nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những thông tin, như là các bạn có thể được giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là Binance, hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn margin nổi tiếng Bybit. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ mà mình nghĩ là nhiều bạn cũng đã quen thuộc và thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số thông tin liên quan tới nhà tài trợ, đó chính là sàn Aliniex. Đây là một cái sàn đã có mặt từ năm 2017 giúp những bạn ở Việt Nam có thể mua crypto bằng đồng Việt Nam rất đơn giản và nhanh chóng. Sàn này đó là một sàn mà có trụ sở ở Hà Nội, hiện đã có hơn 30.000 người giao dịch thường xuyên và được nhiều group cũng như là nhiều người nổi tiếng trong thị trường crypto sử dụng và đánh giá rất tốt. Bạn có thể sử dụng tiền Việt Nam để mua những cái loại coin phổ biến như là các bạn thường hay mua những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, đồng Binance, đồng XRP, đồng OKB cùng hai đồng ổn định phổ biến đó chính là đồng Tether và đồng BUSD. Và sàn Aliniex cũng dự kiến là sẽ bổ sung thêm các đồng coin phổ biến khác trong thời gian từ đây đến cuối năm. Thì cái phí sàn Aliniex là khoảng 0,3%, cũng khá rẻ cho mỗi giao dịch, tính thanh khoản cao, phù hợp với tất cả những nhu cầu từ số lượng lớn hay là nhỏ, đặc biệt là hỗ trợ đa ngân hàng, các bạn có thể rút đồng Việt Nam về bất cứ tài khoản nào. Và do cái số lượng người dùng nó tăng đáng kể, sàn Aliniex dự kiến sẽ ra mắt cái ứng dụng ở trên Android và điện thoại Apple vào đầu quý 3 năm 2021 này. Ngoài ra, sàn Aliniex cũng có chương trình để cho các bạn có thể giới thiệu bạn bè quan tâm. Cái mức hoa hồng bạn có thể nhận được là 20% trên tổng cái số phí giao dịch. Các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới. Thì đối đầu với tình hình này đó thì có liên quan gì đến giá cả, thì Thuận đã chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội là chúng ta thấy là khi mà tình hình xảy ra đó thì chúng ta có ba cái sự lựa chọn lớn cho những hội đào. Các bạn được là một đó là những xưởng đào này họ tắt máy đào, họ chờ ngày Trung Quốc tiếp tục cho phép đào, không biết ngày đó là ngày nào và có ngày đó hay không cũng không biết, nhưng mà họ có thể tiếp tục ngồi chờ. Nhưng mà trong khi ngồi chờ đó thì thu nhập đến từ đâu? Tại vì các bạn đều là họ kinh doanh đào Bitcoin bây giờ là phải tắt hết máy đào, thì những máy đào đó phải lưu trữ ở đâu, mặt bằng thì ai trả, thợ sẽ như thế nào, các bạn thấy được là những cái kỹ sư trong những cái xưởng này thì ra sao. Cho nên đây là những cái câu hỏi mà không có câu trả lời, chỉ có là họ có thể phải bán Bitcoin của mình để mà tiếp tục duy trì nếu như mà họ muốn ngồi đó để mà chờ đợi khi nào mà Trung Quốc cho đào trở lại. Thứ hai, họ có thể quyết định là di chuyển qua một nơi khác, một quốc gia khác mà có thể là chào đón họ đào, nhưng mà chi phí di chuyển từ đâu mà có thì có thể họ lại phải bán Bitcoin của mình. Hay là những cái hội đào nhỏ hơn đó, những cái nơi mà đào Bitcoin mà họ cái quy mô không có lớn đó, có thể là họ sẽ chấp nhận là bán những cái máy đào của mình, họ bỏ nghề, không tiếp tục tham gia đào nữa, thì có thể là họ cũng sẽ bán luôn Bitcoin của mình. Thì các bạn thấy được là bất cứ lựa chọn nào đó thì nguy cơ vẫn là sẽ có một số lượng Bitcoin bị xả. Và đây là những gì mà được chia sẻ ngày hôm nay, là nhiều người cho là cái sự xuống giá trong những mấy tuần vừa qua đó. Thì mỗi lần cuối tuần lại nghe thông tin, thì mỗi lần cuối tuần thì lại thấy có số lượng Bitcoin bán, thì có thể đến từ những cái xưởng đào họ cuối cùng quyết định là phải bán Bitcoin để mà tiếp tục là chờ đợi di chuyển, hay là họ bỏ không đào nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, cái điều mà thú vị đây là khi mà Trung Quốc có nhiều cái xưởng đào Bitcoin đó, tốc độ đào tập trung ở Trung Quốc thì nhiều người lên tiếng là không thích điều này. Nhưng mà ngược lại, khi mà Trung Quốc cấm đào Bitcoin đó, thì người lên tiếng nói là không thích Trung Quốc cứ phết gì vậy hoài. Thật ra mà nói, chúng ta không thể có cả hai. Nếu như mà chúng ta không muốn cái việc đào Bitcoin tập trung ở Trung Quốc đó, thì đây là cơ hội rất là tốt để cho những nơi khác mở tay chào đón. Và ngay cả chúng ta nhận được những thông tin là những tiểu bang ở Hoa Kỳ như là Texas cũng tiếp tục muốn đưa ra những cái chính sách để mà thu hút những cái thợ đào đến Hoa Kỳ để họ có thể tiếp tục kinh doanh đào của mình. Đây là cái tình hình liên quan đến đào Bitcoin Trung Quốc. Thì có nhiều bạn hỏi thường là tại sao Trung Quốc lại muốn làm như vậy? Đây là một ngành công nghiệp thì họ không muốn thu thuế, họ không muốn có công ăn việc làm hay là sao? Điều này rất khó trả lời, tại vì các bạn thấy được là những thứ như là Facebook, Google, YouTube đều bị cấm ở Trung Quốc, và Trung Quốc tạo ra một cái phiên bản riêng của họ. Thì có phải là cấm đào Bitcoin là một trong những cái bước tiến tới để có thể là đưa ra một cái tiền kỹ thuật số của Trung Quốc hay là không? Tại vì chúng ta nhận được thông tin là Trung Quốc thực sự đã đang thử nghiệm và đi rất là xa đối với crypto của quốc gia rồi, thì không biết là cái quyết định là không cho đào Bitcoin Trung Quốc có phải là một trong những cái bước để mà hợp thức hóa tiền crypto của Trung Quốc hay không, tôi cũng không biết. Hay là họ muốn những cái hội đào tư nhân này ngưng đào, sau đó họ sẽ thu mua lại những cái máy đào, và sau này đào Bitcoin chỉ có thể là được hợp thức hóa nếu như các bạn là một đơn vị của chính phủ Trung Quốc và thôi. Chúng ta cũng không có rõ. Bây giờ chúng ta chỉ biết được là những cái hành động này sẽ dẫn đến cơ hội cho nhiều quốc gia khác có thể là trở thành một nơi đào Bitcoin lý tưởng hơn. Và điều này đối tượng không phải là chuyện xấu. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin kế tiếp đi. Trong thời gian 2 tuần tới đây, tôi nghĩ là cái thông tin rất quan trọng, đó chính là thị trường chứng khoán sẽ phản ứng như thế nào. Tại vì chúng ta thấy được là sau khi mà ngày thứ Tư tuần vừa rồi đó, một lời phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell liên quan đến cái phần trăm lãi suất có thể tăng trong năm 2022, thì thị trường chứng khoán đã lao vực ngay lập tức. Và sau đó chúng ta lại thấy được là ngày thứ Sáu lại có cái lời phát biểu đến từ một chủ tịch khác của Fed, Cục Liên bang của Hoa Kỳ nhưng mà chi nhánh là St. Louis, thì lại nói là có thể là cuối năm 2022 thị trường lại lao vực thêm một lần nữa. Cho nên trong thời gian tới đây đó, cái tin tức liên quan đến lãi suất như thế nào và thị trường chứng khoán ra sao rất là quan trọng. Đây là một trong những điều chúng ta không thể bỏ qua được, tại vì những thị trường bây giờ đó nó kết nối với nhau rất là chặt chẽ. Các bạn đều là nhiều người bây giờ đã đầu tư chứng khoán cũng đầu tư crypto và ngược lại, và những cái ứng dụng như là Weibo hay là Robin Hood các bạn được là có thể là mua cả hai. Cho nên bây giờ đó, nhà đầu tư crypto và stock đó càng ngày nó càng hòa nhập lẫn nhau, càng ngày càng nhiều người đầu tư stock, đầu tư crypto và ngược lại. Và đương nhiên khi mà họ phân bổ vốn hóa hay là những cái thông tin mà lo sợ liên quan đến họ có chấp nhận nguy hiểm tương lai hay không thì sẽ ảnh hưởng tới cả hai. Cho nên chúng ta không thể bỏ qua thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Trong những tuần tới đây, tôi sẽ tập trung hơn để mà chia sẻ với các bạn những thông tin liên quan tới lãi suất. Và đương nhiên một trong những cái nền tảng mà nhiều người tin tưởng cái sự tăng trưởng giá cả của Bitcoin và nhiều loại tiền kỹ thuật số, đó chính là cái nền tảng là tiền kỹ thuật số là một công cụ lưu trữ giá trị lâu dài chống lời lạm phát. Cho nên phần trăm lãi suất rất quan trọng. Điều kế tiếp nữa là tuy là hiện bây giờ đó các bạn thấy là chúng ta có những công ty như là MicroStrategy thì đứng lên để mà thu mua Bitcoin, nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy được là những cái đơn vị mà thu mua Bitcoin lâu dài đó lại không có cái hành động. Chúng ta thấy trên màn hình đây chính là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi công ty Grayscale trong cái quỹ đầu tư Grayscale Bitcoin Investment Trust GBTC. Thì chúng ta thấy được là cái đường màu đen này là giá của Bitcoin, cái đường màu đỏ này đó là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ trong quỹ đầu tư. Thì rất rõ ràng là các bạn thấy được là bắt đầu là từ khoảng chừng là giữa tháng 1 của năm 2021 đó thì họ đã chậm lại trong cái việc là thu mua Bitcoin, và chúng ta nhìn vào là khoảng chừng là giữa tháng 2 cho đến bây giờ đã đường màu đỏ này hầu như đi ngang, có nghĩa là không thấy dấu hiệu là công ty Grayscale thu mua thêm Bitcoin. Thì có hai giả thuyết hiện bây giờ được chia sẻ. Giả thuyết đầu tiên nghĩa là công ty Grayscale bây giờ đó đã nhận được thông tin là họ có lòng tin là trong năm nay hay là trong thời gian gần đây sẽ có thông tin liên quan tới Bitcoin ETF được thông qua, cho nên họ có thể là để dành vốn hóa để có thể là tạo ra một quỹ Bitcoin ETF khi mà điều này trở thành sự thật. Chúng tôi cũng đã biết là công ty Grayscale cũng đã mướn người mà am hiểu dự luật liên quan tới Bitcoin ETF rồi. Thứ nhì, có thể là tại vì bây giờ đó cái cổ phiếu của công ty Grayscale đó đang giao dịch với cái mức đó là cái mức discount, có nghĩa là cái cổ phiếu đó, chúng ta tính một cách đơn giản đó là giá cả so với lại cái số lượng Bitcoin lưu trữ đó, thì mua cổ phiếu của Grayscale bây giờ đó là nó có cái giá rẻ hơn, cho nên nhiều người bây giờ đó họ sẽ chú tâm đi thu mua cổ phần của cái quỹ đầu tư Grayscale hơn là đi thu mua Bitcoin. Tại vì trước đây đó, khi mà cổ phiếu của Grayscale bán với cái mức giá quỹ đầu tư này, là cổ phần quỹ đầu tư này bán với cái mức giá premium, nghĩa là cao hơn cái số lượng Bitcoin họ giữ. Đây là cái hiểu đơn giản, thì nhiều người sẽ đi mua Bitcoin, sau đó nạp vào trong quỹ đầu tư Grayscale, sau đó lấy cổ phần đó để mà đi bán trên thị trường với cái giá cao hơn. Cho nên thì bây giờ đó, đây là hai giả thuyết được chia sẻ, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi là thông tin kế tiếp như thế nào. Nhưng mà cái mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn thời điểm hiện bây giờ, ngoại trừ công ty MicroStrategy, chúng ta không nghe nói tới hay là thấy những hành động lớn liên quan đến những cái quỹ đầu tư thu mua Bitcoin. Thậm chí on-chain chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin rời khỏi những cái sàn như là Coinbase Pro cũng không có dấu hiệu là có nhiều cá voi thu mua. Ở thì hiện tại chúng ta nói tới những cá voi lớn kìa, công ty đầu tư lớn mà thu mua số lớn Bitcoin, chúng ta không thấy dấu hiệu đó hiện bây giờ. Có thể là tại vì bây giờ tình hình của thị trường chứng khoán không có rõ xu hướng. Bây giờ chúng ta lại thấy là tình hình của Bitcoin không rõ xu hướng, họ cần có thêm nhiều tín hiệu trước khi mà họ quyết định.